hôm nay mình chia sẻ một video về xôi nhé. Đây là một cái video mình chuẩn bị cho đêm giao thừa, mình nấu xôi gấc ạ. Đây mình đã dùng một hơn một bát gạo lếp ấy, đã ăn cơm ấy, và một nắm tô nhỏ xe xanh ấy, mình ngâm được khoảng 6 tiếng rồi, mình ngâm lẫn luôn nha, để cho hạt gạo của mình nó dễ này, nó dỡ hạt gạo ra như này, nó mềm ra. Và bây giờ mình xả với nước để cho hết cái nước chua đi, và mình rắc thêm một chút xíu muối vào. Sau đó mình mang đi mình nấu sôi với gấc. Sôi gấc mình dùng đường nhưng mà mình vẫn cho thêm vài hạt muối vào cho cái vị ngọt của nó đậm hơn. Quạt sóc lên. Mình nấu một bát đĩa xôi để thắp hương giao thừa cho nó đẹp thôi ấy. Và nó may mắn cả năm ấy, nên mình dùng không nhiều á. Gấc đây các bạn, gấc mình để trong ngăn đá tủ lạnh. Mình có cách bảo quản này. Và bây giờ mình sẽ để vào trước cho tối hôm qua, trước khi đi ngủ mình để xuống ngăn đông, ngăn mát. Và bây giờ nó đã giã đông được rồi này. Tự nó giã đông ấy, mình nhiệt độ từ ngăn mát tủ lạnh ấy. Các bạn nhìn không, gấc thì rất là ngon. Hôm mình đã chia sẻ cái cách bảo quản gấc rồi, các bạn có thể xem lại. Mình dùng một cái cục gấc này nhé, với nếu mà cảm thấy nó màu nó nhạt thì mình sẽ dùng thêm cục nữa. Và bây giờ mình bóp nhé, bóp nhé để cho nó tạo thành cái màu nhé. Gấc này mình đã xay rồi ấy, nên bỏ hết hạt rồi ấy, nên nó lên màu rất là đẹp ấy. Và bây giờ các bạn bóp này xong ấy, sau các bạn rắc cho mình thêm một chút xíu rượu đó, đừng cho nhiều nhé, vì cái màu gấc này hôm nay mình chỉ muốn nó tươi ở mức vừa phải ấy, không tươi nhạt quá, để mình muốn cái màu đỏ thẫm hơn ấy, cho nó may mắn ấy, nên mình cho thêm một chút rượu đó. Nghĩa là một cục gấc đấy là mình đủ với một đĩa xôi đấy, còn cái cục gấc này mình lại cất lại vào tủ. Các bạn rắc cho mình khoảng 1/4 thìa chén rượu, khoảng 1 thìa cà phê rượu nhé. Trộn lên nhé. Và bây giờ mình chuẩn bị một nồi nước thật là sôi đây. Sau đó mình cho vào mình hấp nhé. Và mình sẽ có đĩa xôi gấc rất là đẹp mà. Mình sẽ đậy nước này, hơi nước nó bốc lên nhé. Gấc rất là đẹp mắt nữa. Đây là gấc mình không phải dùng gấc tươi mà dùng gấc bảo quản đấy các bạn. Mình đã có clip hướng dẫn về cách bảo quản gấc rồi ấy, các bạn có thể xem lại nhé, để các bạn có cách bảo quản gấc dùng quanh năm để làm bánh, để nấu xôi, hoặc là làm các cái món ăn mà cần đến gấc nhé. Dưới này nó hay bị trào ấy, nước lắm, nên mình sẽ để nó thấm một chút như này. Nấu ít cho nên rất là dễ nấu các bạn. Và bây giờ hơi nước nó bốc lên nhé, rồi để các bạn đậy vung lại nhé, và hấp khoảng 25 phút là chín nhé. Hấp khoảng 25 phút cho nó thoải mái. Khoảng 10 phút thì mở vung ra một lần để cái hơi nước nó bám lên cái mặt này, nó sẽ đi. Thế này mình sẽ cho ra để cho nó không bị xôi của chúng ta nó không bị đấy á, nó không bị gì nhỉ, nó không bị ướt đấy nhá. Và các bạn hấp cho mình khoảng 25 phút. Và nếu muốn ăn ngọt thì trước khi tắt bếp khoảng 2-3 phút thì mình trộn thêm ít đường nhé. Bây giờ 10 phút sau mình quay lại và mình sẽ bỏ cái bung ra để cho cái hơi nước nó chảy hết đi nhé. Đây, các bạn hơi nước nó rất là nhiều đây. Mình nghiêng cái bung để cho nó ra hết hơi nước đi nhá. Và các bạn nảo nhẹ.
cho lửa to một chút ấy, để cho nó có sôi sùng sục ấy, thì rất là nhanh chín ấy. Để các bạn đảo nhẹ ấy. 20 phút là chín thôi, nhưng mà 5 phút để mình trộn đường và để đường nó ngấm là 25 phút. Để các bạn đảo nhẹ nhé. Rồi, đợi thêm 10 phút nữa để sau đó mình trộn đường nhé. Đừng trộn đường sớm, trộn đường sớm thì nó sẽ làm cho hạt đỗ của chúng ta nó sẽ không chín được nhé. 10 phút sau mình sẽ quay lại để trộn đường, nhưng mà trước khi trộn đường thì mình sẽ trộn dầu ăn trước đã. Vì nấu ít này lên khoảng 20 phút là đã chín rồi, nên mình sẽ trộn luôn một ít dầu ăn trước cho nó ẩm nước sôi nhé. Cho mình khoảng 2 thìa cà phê dầu ăn. Sôi ít này nó rất là dễ nấu ạ. Nên các bạn mà có thời gian ấy, chịu khó tự nấu ở nhà ấy, để mình thành tâm lại vừa tự chuẩn bị ấy, cái đồ cúng ấy, đồ mấy phút sau mình quay lại nhé. Này là tổng thời gian là 20 phút đấy nhé. Này, bây giờ các bạn thấy không, sôi rất là dẻo này, hạt tôi thấy óng này, có một ít đậu xanh ấy, cho nên nhìn nó tươi hơn, nó ngon hơn ấy, nhưng vẫn giữ được cái độ dẻo nguyên của sôi nhé. Và bây giờ mình sẽ cho một chút, bây giờ mình kiểm tra trước đã, mình mới cho được. Kiểm tra một chút xem là mềm hạt gạo chưa. Đây, mềm hạt gạo rồi. Bây giờ mình mới cho đường nhé. Đỗ thì chắc chắn là nó bở rồi. Đây, không còn nhân gạo trong nữa rồi. Mình cho một chút thôi, mình không thích ăn nhiều đường nên mình chỉ cho khoảng gần một thìa ăn phở thôi. Cho nó hơi ngọt. Sôi gấc thì phải có đường ấy, cho nên vẫn phải trộn ít đường này. Trộn đường này và đun cho nó sủi từ 2 đến 5 phút để cho đường nó ngấm vào sôi ấy. Trộn đều nhé, sau mình đậy vung nhé, cho đường nó chảy ra và nó ngấm vào sôi. Đảo nhẹ nhàng từ dưới lên trên như vậy. 5 phút sau mình đảo vung ra nhé. Đây là mình đã chín sôi ạ, tắt bếp ạ. Các bạn nhìn thấy không? Rất là hấp dẫn ạ. Sôi của mình này, dẻo này, không hề bị nát hạt gạo này, tơi này, có chút màu vàng vàng này, còn màu đỏ. Màu vàng là của đậu xanh, màu đỏ là của gấc. Rất là dẻo, ngon và tươi nữa. Nếu mà gấc mà các bạn dùng gấc tươi ấy, mà thì các bạn bóp với một chút xíu rượu nhé, một chút xíu muối cho mình nhé. Rồi sau đó các bạn trộn với gạo như này nhé. Còn đây là mình dùng gấc mà mình bảo quản. Cách bảo quản gấc thì mình đã chia sẻ rồi nhé. Các bạn dùng gấc tươi thì nó cũng ngon như này, vì mình bảo quản gấc đúng cách ấy, cho nên gấc của mình nó vẫn giữ được cái màu rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy không? Rất hấp dẫn mà lại rất là đơn giản, màu sắc đỏ quá đẹp luôn ạ. Các bạn thấy không, mình đơm đến cái phần cuối cùng này mà nó không hề bị nát hạt gạo gì đấy này. Vì cũng là một cái ở đây là chúng ta hấp không nhiều ấy, nên một cái nồi của mình nếu mà hấp nhiều thì mình phải dùng cái nồi nó sâu hơn, thì cái hơi nước được nhiều thì nó sẽ ngon hơn. Đây mình hấp ít cho nên cái nồi nông này vẫn không vấn đề gì. Và sôi rất là ngon, mình được một đĩa rất là đầy nhỉ. Mà lại đẹp mắt nữa. Không cần chuông đâu. Đơm nóng này luôn dễ tạo hình nhé. Mình đã xong rồi đây. Các bạn sôi rất là đỏ và ngon ạ. Và giờ mình mang ra để trong nguội, sau tí nữa giao thừa mình thắp hương nhé.
Nam Lê Thành Thương nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào các bạn.